Lẽ sinh diệt lý tu hành, quyển 3, vị giải thoát. Tu tập tâm này. Tu tập tâm thực ra là chẳng làm gì nhiều đối với tâm này. Đơn giản là nó tự sáng tỏ bên trong và tự chiếu sáng nó. Về bản chất tự nhiên, nó là bình an. Lý do tâm không cảm thấy bình an ngay lúc này là do nó bị trôi lạc theo những trạng thái của chính nó. Đó không phải là bản thân nó tạo tác gì cho nó cả. Đó là nó chỉ đơn thuần an trú vào bản tính tự nhiên của nó. Chỉ là vậy thôi. Có lúc tâm thấy bình an, có lúc tâm thấy không bình an, thì chỉ là do nó bị đánh lừa bởi những trạng thái đó của nó. Cái tâm chưa được tu tập thì thiếu trí tuệ, nó ngu mờ. Những trạng thái sướng khổ vui buồn xảy đến và đánh lừa nó, chạy theo những sự sướng khổ, khổ sướng vui buồn trong từng giây khắc. Vui rồi buồn, buồn rồi vui. Nhưng trạng thái tự nhiên của cái tâm nguyên thủy chân tâm thì không phải là vui hay buồn gì cả. Cái trải nghiệm vui, trải nghiệm buồn đó không phải là cái tâm nguyên thủy, mà đó chỉ là những trạng thái đã đánh lừa nó. Tâm bị lạc mất, bị kéo đi bởi những trạng thái đó, nhưng nó không hề biết chuyện gì đang xảy ra với nó. Và kết quả là chúng ta cảm nhận sướng và cảm nhận khổ theo nó, bởi do cái tâm chưa được tu tập. Nó vẫn chưa được khôn ngoan, và chúng ta cứ liên tục nghĩ rằng đó là tâm ta đang sướng hoặc tâm ta đang khổ. Nhưng đích thực chỉ là cái tâm đó đang bị lạc mất theo những trạng thái sướng khổ khác nhau mà thôi. Điểm cần ghi nhớ, bản chất tự nhiên đích thực của tâm chúng ta là bình an, giống như bản chất tự nhiên của một trái banh là nổi và ở yên trên mặt nước. Nhưng nó luôn bị trăm chìm ngàn nổi, lênh đênh nhấp nhô, trôi dạt liên tục là do bởi tác động bên ngoài của gió, sóng, nước, dòng chảy. Nó vốn là tĩnh tại và tĩnh lặng, giống như một chiếc lá không bị thổi bởi gió. Nhưng khi gió thổi thì nó phất phơ, động đậy. Và tâm giống như vậy, nó động vọng là do những trạng thái, nó dính theo những ý nghĩ. Nếu tâm không bị dính theo, chạy theo những trạng thái đó, thì nó không bị động vọng, phất phơ này nọ theo những trạng thái đó. Nếu tâm hiểu biết được bản chất sinh diệt đích thực của các ý nghĩ thì nó sẽ ở yên, nó sẽ không dính mắc theo chúng. Trạng thái tự nhiên nguyên thủy của tâm là bình lặng. Và lý do tu tập của chúng ta là làm sao để có thể nhìn thấy tâm ở trong trạng thái bình lặng tự nhiên nguyên thủy vốn có của nó. Chúng ta nghĩ rằng tâm tự nó thực sự thấy sướng, thấy khổ, thấy khoái, thấy đau, thấy vui, thấy buồn. Nhưng thực sự thì tâm không tạo ra bất kỳ sướng, khổ, vui, buồn nào cả. Những ý nghĩ vọng tưởng đã khởi lên và đánh lừa tâm, và tâm bị dính theo chúng. Do vậy chúng ta thực sự phải tu sửa và huấn luyện cái tâm để nó phát huy trí tuệ. Phát huy trí tuệ để ta hiểu rõ bản chất đích thực của các ý nghĩ, nhận thức, vọng tưởng, thay vì cứ chạy theo chúng một cách ngu mờ, mù quáng. Tâm này về bản chất là bình an. Hiểu rõ về lẽ thực này để chúng ta cùng nhau thực hiện việc tu thiền khó khăn này một cách đúng lý. Về thiền tập, làm cho tâm tĩnh lặng là tìm ra điểm cân bằng đúng đắn. Nếu chúng ta quá cố thúc cái tâm, nó sẽ đi lố điểm cân bằng đó. Nhưng nếu chúng ta cố gắng không đủ thì nó sẽ không tới được điểm cân bằng đó. Thông thường tâm của chúng ta, người phàm, là không tĩnh tại và tĩnh lặng. Nó cứ động vọng lăng xăng mọi lúc mọi nơi. Chúng ta phải làm cho tâm mạnh mẽ, làm cho tâm mạnh và làm cho thân mạnh là không giống nhau. Để làm cho thân mạnh, ta phải tập thể dục gồng gánh vận động để kết quả làm cho nó mạnh chắc hơn. Nhưng làm cho tâm mạnh có nghĩa là làm cho nó bình an, chứ không phải đi suy nghĩ này nọ.
Đối với hầu hết kẻ phàm phu như chúng ta, tâm đã chưa từng được bình an. Nó cũng chưa bao giờ có được năng lực tập trung, định tâm, samadhi. Do vậy, chúng ta phải thiết lập nó ở trong một giới hạn. Chúng ta ngồi thiền ở cùng với cái người biết. Nếu chúng ta cố ép hơi thở quá dài hay quá ngắn, chúng ta mất cân bằng, tâm sẽ không được bình an. Giống như khi chúng ta bắt đầu đạp bàn đạp máy may, đầu tiên chúng ta phải thử nhấp nhịp sao cho bắt nhịp được với đà của bàn đạp. Sau khi nhịp và đà đã hòa hợp cân bằng, chúng ta mới có thể may đồ thẳng thóm một cách nhẹ nhàng. Theo dõi hơi thở cũng vậy. Chúng ta không quan tâm nó ngắn hay dài, yếu hay mạnh ra sao. Chỉ cần nhận biết nó, đơn giản là cứ để mặc nó. Chỉ cần nhận biết theo nhịp hơi thở tự nhiên của nó. Khi nào được cân bằng, chúng ta lấy hơi thở làm đối tượng thiền của ta. Khi thở vào, điểm bắt đầu hơi thở là ngay chóp mũi, điểm giữa là ngay giữa ngực và điểm cuối là ở bụng. Đây là con đường hơi thở vào. Khi chúng ta thở ra, chỗ bắt đầu là ở bụng, chỗ giữa là giữa ngực và chỗ cuối là ngay chóp mũi. Cứ đơn thuần nhận biết hơi thở chóp mũi, giữa ngực và bụng theo hơi thở vào, rồi từ bụng đến chỗ giữa ngực và chóp mũi theo hơi thở ra. Chúng ta chú tâm nhận biết ba điểm tiếp xúc này của hơi thở để làm cho tâm mạnh vững, làm hạn chế các hành vi khác của tâm. Nhờ đó sự chú tâm chánh niệm và sự tỉnh giác có thể khởi sinh và phát huy dễ dàng. Khi sự chú tâm đã được an trú được vào ba điểm này, lúc đó chúng ta không cần chú tâm vào chúng nữa, mà chỉ cần nhận biết sự vào và sự ra của hơi thở, tập trung sự chú tâm vào duy nhất nơi chóp mũi hoặc điểm giữa môi trên, nơi mà luồng hơi thở đi vào và đi ra. Chúng ta không cần theo hơi thở xuống ngực và bụng như lúc đầu. Lúc này, chỉ cần thiết lập sự chú tâm chánh niệm vào duy nhất chóp mũi trước mặt ta và nhận biết hơi thở tại một điểm duy nhất này. Đi vào, đi ra, đi vào, đi ra. Không cần phải nghĩ đến điều gì đặc biệt. Lúc này chỉ tập trung vào công việc đơn giản này, duy trì sự có mặt liên tục của tâm. Không cần phải làm gì thêm nữa, chỉ đơn giản thở vào, thở ra. Khi tâm trở nên tĩnh lặng, hơi thở được tinh lọc, tâm và thân trở nên nhẹ nhàng. Đây là trạng thái đúng của tiến trình thiền tập. Khi ngồi thiền, tâm trở nên được thanh lọc. Nhưng dù tâm có ở trong trạng thái nào, thì chúng ta vẫn cứ chú tâm và tỉnh giác vào nó, vẫn liên tục nhìn nó, biết nó. Hành vi của tâm đang ở đó cùng với sự tĩnh lặng. Có vitaka được gọi là tầm. Vitaka là hành động đưa tâm, hướng tâm vào đề mục quán xét, đề mục thiền, đối tượng thiền. Nếu không có đủ sự chú tâm chánh niệm thì không có nhiều vitaka. Rồi có vikara được gọi là tứ. Vikara là quán xét xung quanh đề mục đó. Nhiều loại nhận thức, tâm tưởng, yếu mở khác nhau có thể vẫn còn tiếp tục khởi sinh lúc này, lúc khác. Nhưng sự tỉnh giác, sapajana là cái quan trọng. Nhờ nó, mỗi thứ gì đang diễn ra, chúng ta đều biết rõ về thứ đó một cách liên tục. Khi chúng ta tu tập sâu hơn, chúng ta sẽ thường trực tỉnh giác về trạng thái thiền của chúng ta, biết rõ tâm có được thiết lập một cách vững chắc hay không. Do vậy, sự tập trung định và sự tỉnh giác chánh niệm đều có mặt. Có một cái tâm bình an không có nghĩa là không có gì đang diễn ra. Những tâm tưởng nhận thức vẫn khởi sinh trong đó. Ví dụ, khi chúng ta nói về mức độ bình an thứ nhất của tâm, tầng thiền định thứ nhất, chúng ta nói nó có 5 yếu tố, cùng với vitaka tầm và vikara tứ, có yếu tố piti hỷ khởi sinh trên nền tảng quán niệm, và rồi có yếu tố sukha lạc. Tất cả 4 yếu tố này nằm trong một cái tâm đã được thiết lập trong sự tĩnh lặng. Chúng chỉ như là một trạng thái. Yếu tố thứ 5
Ekangata, sự nhất điểm. Bạn có thể thắc mắc làm sao chúng ta có được sự hội tụ nhất điểm của tâm trong khi trong tâm cũng đang có bốn yếu tố kia. Điều này là do bởi tất cả chúng đã hợp nhất với nhau trên nền tảng sự tĩnh lặng. Tất cả chúng hợp lại được gọi là một trạng thái định tâm Samadhi. Năm yếu tố đó không phải là những trạng thái tâm thường ngày của chúng ta. Chúng là những yếu tố của trạng thái tầng thiền định. Có năm yếu tố đặc tính đó, nhưng chúng không quấy nhiễu nền tảng tĩnh lặng. Có Vitaka tâm, kéo tâm đến đối tượng, đề mục quán niệm, nhưng nó không làm quấy nhiễu tâm. Có Vikara tứ, quán niệm xung quanh đối tượng quán niệm, và có yếu tố hoan hỷ và hạnh phúc, lạc, khởi sinh, nhưng chúng không quấy nhiễu tâm. Vì vậy tâm là một với những yếu tố này. Tầng thiền định Dhyana, bình an thứ nhất, là như vậy. Chúng ta không cần phải gọi tên là các tầng nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chỉ đơn giản gọi nó là một cái tâm bình an. Khi tâm càng lúc càng tĩnh lặng hơn, nó sẽ buông bỏ Vitaka và Vikara, tầm và tứ, chỉ còn lại yếu tố Piti và Sukha, hỷ và lạc. Tại sao tâm dẹp bỏ tầm và tứ? Bởi khi tâm càng được thanh lọc tinh tế hơn, những hành vi tầm và tứ trở nên quá thô tế đối với tâm. Đường lối của thiền định là từ từ đi đến một cái tâm thanh lọc hơn và tinh tế hơn. Ở giai đoạn thiền này, khi tâm dẹp bỏ tầm và tứ, những cảm giác hân hoan tột cùng, hỷ có thể khởi sinh, nước mắt có thể chảy dài vì mừng vui. Nhưng đến khi tâm càng đạt định thâm sâu hơn, thì yếu tố hoan hỷ này cũng bị dẹp bỏ, chỉ còn lại yếu tố hạnh phúc, lạc và sự nhất điểm của tâm. Rồi cuối cùng tâm cũng dẹp bỏ luôn yếu tố hạnh phúc lạc, chỉ còn lại một cái tâm được thanh lọc tinh tế nhất. Trạng thái tâm lúc này chỉ còn có hai yếu tố là sự buông xả Upekkha và sự nhất điểm Ekangata. Tất cả các yếu tố khác đều đã bị dẹp bỏ, tâm tĩnh tại bất động. Một khi tâm bình an thì điều đó, sự bất động của tâm có thể xảy ra. Ta không cần nghĩ nhiều về điều đó. Nó tự xảy ra khi những yếu tố nhân duyên chín muồi. Đây được gọi là năng lượng của một cái tâm bình an. Trong trạng thái này, tâm không bị đờ đẫn ngu mờ. Năm chướng ngại tham, sân, bất an và lo lắng, đờ đẫn và ngu mờ và nghi ngờ đều đã biến mất. Nhưng nếu năng lượng không đủ mạnh và sự chánh niệm còn yếu, thì nhiều lúc sẽ khởi sinh những nhận thức tâm tưởng gây phiền não. Tâm thì bình an, nhưng dường như nó vẫn còn một lớp mơ mờ bên trong sự tĩnh lặng. Nhưng đó cũng không phải là sự đờ đẫn hay buồn ngủ thông thường, mà đó là một số tâm tưởng sẽ hiện lên. Có thể ta sẽ nghe thấy một âm thanh hoặc nhìn thấy một con chó hay thứ gì đó. Nó không rõ ràng, nhưng đó cũng không phải là trạng thái mơ. Điều này là do năm yếu tố nói trên đã bị mất cân bằng và yếu đi. Tâm có xu hướng giở trò giả thật bên trong những tầng tĩnh lặng. Khi tâm ở trong trạng thái này, những tâm ảnh nimitta nhiều lúc khởi sinh thông qua bất kỳ giác quan nào đó, và người thiền không thể nào nhận ra chính xác thứ gì đang diễn ra. Ta đang ngủ? Không. Đó là mơ? Không. Đó không phải là mơ. Những nhận thức tưởng này khởi sinh ngay giữa sự tĩnh lặng. Nhưng nếu tâm thực sự tĩnh lặng và trong suốt, thì chúng ta sẽ không nghi ngờ hay đặt câu hỏi gì về những tâm tưởng hay tâm ảnh đó khi chúng khởi sinh. Những câu hỏi như: ta đang bị trôi, ta đang ngủ hay mơ, ta đang bị lạc tâm, sẽ không khởi lên. Bởi vì những câu hỏi đó là đặc điểm của một cái tâm vẫn còn đang nghi ngờ. Câu hỏi tôi đang ngủ hay tỉnh thức là tâm đang còn bối rối ngu mờ. Đó là cái tâm đang bị lạc lối bên trong chính nó. Nó giống như là mặt trăng đi vào sau đám mây. Ta vẫn còn nhìn thấy trăng, nhưng mây đã làm nó mờ đi. Nó không giống mặt trăng thoát ra khỏi đám mây mù
sáng rõ và tỏa sáng. Khi tâm được bình an và được thiết lập vững chắc trong sự chánh niệm và sự hiểu biết rõ ràng, thì ta sẽ không còn nghi ngờ hay băn khoăn gì về những hiện tượng khác nhau khởi sinh trong tâm. Tâm sẽ thực sự vượt trên những chướng ngại. Ta sẽ thấy biết một cách rõ rệt mỗi sự xảy ra trong tâm như nó là. Ta không còn nghi ngờ, nghi vấn, bởi vì tâm đang sáng suốt và sáng tỏ. Cái tâm đạt đến trạng thái định, Samadhi, là như vậy đó. Một số người thấy khó đạt định bởi vì họ không có khuynh hướng đúng đắn. Họ có định nhưng nó không mạnh, không chắc. Tuy nhiên, một người có thể đạt được sự bình an bằng cách dùng trí tuệ, bằng cách suy xét, quán niệm và nhìn thấy sự thật của mọi sự. Đây là cách dùng trí tuệ minh sát thay vì định lực thiền định. Chẳng hạn, không cần thiết phải ngồi xuống thiền thì mới có được sự tĩnh lặng trong tu hành. Chỉ cần hỏi chính mình, đây là gì? Và suy xét và giải quyết vấn đề ngay tại đó. Một người có trí tuệ là như vậy. Người ấy không cần phải có định lực cao sâu, mặc dù cần phải có một mức định lực nào đó. Chỉ cần một mức định lực cần thiết đủ để phát triển trí tuệ. Điều đó giống như là việc trồng lúa và trồng bắp vậy. Người ta có thể ăn gạo nhiều hơn ăn bắp. Có nơi trồng nhiều bắp, có nơi họ trồng chủ lực nhiều lúa hơn, vì họ ăn nhiều gạo hơn. Sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể dựa chủ lực vào trí tuệ hơn là định lực để giải quyết những vấn đề. Khi ta nhìn thấy sự thật thì sự bình an sẽ khởi sinh. Hai cách tu tập là không giống nhau. Một số người có trí tuệ minh sát và mạnh về trí tuệ, nhưng họ không có nhiều định lực. Khi họ ngồi thiền, họ không được bình an cho lắm. Họ thường nghĩ nhiều, quan sát cái này, suy xét cái kia. Cho đến cuối cùng, họ quan sát một cách rõ ràng về sự khổ và sướng, và họ nhìn thấy sự thật bên trong chúng. Một số nghiêng về cách tu tập này hơn là thiền định. Khi đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm, sự giác ngộ có thể xảy ra. Bằng việc nhìn thấy, bằng việc buông bỏ, họ đạt đến sự bình an. Đạt đến sự bình an thông qua sự thấy biết sự thật, thông qua sự vượt qua nghi ngờ. Họ vượt qua nghi ngờ bởi do họ đã tự thân nhìn thấy sự thật cho chính mình. Một số người ít trí tuệ nhưng họ có khả năng định tâm rất mạnh. Họ có thể nhập định sâu một cách nhanh chóng, nhưng không có nhiều trí tuệ. Họ không bắt kịp những ô nhiễm của họ. Khi chúng khởi sinh trong tâm, họ không biết về chúng, nên họ không giải quyết được những vấn đề. Nhưng dù chúng ta có thiền theo bất cứ cách nào, điều quan trọng của thiền là dẹp bỏ những cách nghĩ sai lầm, tà kiến, để còn lại cách nhìn đúng đắn, chánh kiến. Chúng ta cần loại bỏ sự bất ổn để còn lại sự bình an. Thực ra cách tu nào cũng dẫn đến một nơi. Đó chỉ là hai mặt của việc tu tập, nhưng hai thứ đó, định và tuệ, đi chung với nhau. Chúng ta không thể tu cái này và bỏ cái kia. Thiệt là không có chuyện như vậy. Định và tuệ phải đi chung với nhau. Đó là lẽ tự nhiên của việc thiền tập đúng đắn. Cái đang quan sát những thứ khác nhau khởi sinh trong tâm trong khi ngồi thiền thì được gọi là sự chánh niệm sati. Sự chánh niệm này là điều kiện thông qua tiến trình tu tập giúp cho những yếu tố khác khởi sinh. Chánh niệm là sống. Khi chúng ta không có chánh niệm, chúng ta vô tâm, buông thả thì cũng giống như ta đang chết. Nếu chúng ta không có chánh niệm, lời nói và hành động của chúng ta không có ý nghĩa. Chánh niệm đơn giản chỉ là sự nhớ, niệm, hằng nhớ, thường nhớ. Nó là nguyên nhân làm khởi sinh sự hiểu biết rõ ràng, sự tự tỉnh giác và trí tuệ. Những đức hạnh của chúng ta đã tu tập cũng không hoàn hảo nếu thiếu sự chánh niệm. Chánh niệm là cái quan sát chúng ta khi đang đứng, đang đi, đang ngồi và đang nằm. Ngay cả khi ta không còn ở trong chánh định, đã thoát ra ngoài trạng thái định Samadhi, đã ra khỏi tầng thiền định Dhyana, thì sự chánh niệm
cũng phải nên có mặt xuyên suốt. Bất cứ điều gì ta làm, ta phải quan tâm. Một cảm nhận hổ thẹn do thấy mình sai trái sẽ khởi sinh. Chúng ta sẽ thấy hổ thẹn về những điều mình làm là không đúng. Khi sự hổ thẹn tăng lên thì niệm nhớ cũng tăng lên. Khi sự chánh niệm tăng lên thì sự vô tâm vô ý thức sẽ bớt đi ngay. Ngay cả khi chúng ta không đang ngồi thiền, những yếu tố này vẫn có mặt trong tâm. Và điều này khởi sinh nhờ có tu tập chánh niệm sati. Hãy tu tập sự chánh niệm. Đây chính là cái quan sát việc chúng ta đang làm trong hiện tại. Chánh niệm có giá trị đích thực. Chúng ta cần biết rõ chính mình trong suốt thời gian. Nếu chúng ta hiểu biết rõ chính mình theo cách này, sự đúng phải sẽ vượt lên trên sự sai trái. Chánh sẽ vượt trội lên trên tà. Con đường đạo sẽ trở nên rõ ràng. Và nguyên nhân của tất cả mọi sự hổ thẹn, thấy mình sai trái, sẽ tan mất. Trí tuệ sẽ khởi sinh. Chúng ta sẽ gom tất cả mọi việc tu hành theo công thức của Phật. Tu dưỡng đức hạnh, thiền định trí tuệ, giới định tuệ, để tập trung, tự trọng, tự cân nhắc, tự kiểm soát, thì tu tập giới hạnh đạo đức. Để cho tâm được thiết lập vững chắc trong sự kiểm soát đó, thì tu tập sự định tâm, tức thiền định. Để được hoàn thiện, để có sự hiểu biết bao trùm bên trong mọi hành vi của mình đang làm, thì tu tập trí tuệ. Nói tóm lại, tu hành bao gồm giới định tuệ. Nói cách khác, đó là con đường đạo, bát chánh đạo. Không có con đường nào khác. Con đường hòa hợp. Hôm nay tôi muốn hỏi tất cả quý vị. Quý vị đã chắc chưa? Quý vị đã chắc chắn về việc tu thiền chưa? Tôi hỏi vậy bởi thời bây giờ có nhiều thầy dạy thiền. Có thầy là nhà sư và có thầy người tại gia. Và tôi sợ rằng quý vị sẽ luôn lung lạc hoặc hoài nghi. Chúng ta phải hiểu rõ thì mới có thể làm cho tâm bình an và vững mạnh. Chúng ta hiểu rõ con đường tám phần bát chánh đạo là bao gồm ba mảng giới, định, tuệ. Tất cả con đường đơn giản là vậy. Việc tu tập của chúng ta là làm sao cho con đường đạo đó khởi sinh bên trong ta. Khi ngồi thiền, chúng ta được dạy là nhắm mắt lại, không nhìn có thứ gì khác. Bởi lúc này chúng ta đang nhìn một cách trực tiếp vào cái tâm. Khi chúng ta nhắm mắt, sự chú tâm của chúng ta hướng vào trong. Chúng ta thiết lập sự chú tâm vào hơi thở, tập trung tất cả cảm giác của ta vào đó, hướng sự chánh niệm của ta vào đó. Khi những yếu tố của con đường đạo hòa hợp với nhau, thì chúng ta có thể nhìn thấy hơi thở, những cảm giác, tâm và những đối tượng của tâm đúng như chúng là. Ở đây chúng ta nhìn thấy điểm tập trung, tiêu điểm, nơi mà sự định tâm, samadhi và những yếu tố khác của con đường hội tụ về lại nhau một cách hòa hợp. Khi chúng ta ngồi thiền, theo dõi theo hơi thở, hãy tự nghĩ rằng ngay lúc này mình đang ngồi một mình, không có ai đang ngồi quanh ta, chẳng có gì cả. Phát huy cái cảm giác rằng ta đang ngồi một mình, cho đến khi tâm buông bỏ hết mọi thứ bên ngoài, tập trung duy nhất vào hơi thở. Nếu bạn cứ nghĩ người này đang ngồi đây, người kia đang ngồi kia, thì không có được bình an, tâm không hướng vào trong. Chỉ cần dẹp mọi thứ đó qua một bên, cho đến khi bạn cảm thấy không ai ngồi quanh bạn, cho đến khi không có gì xung quanh bạn, cho đến khi bạn không còn lăng xăng hay để ý những thứ xung quanh. Cứ để hơi thở tự nhiên, đừng bắt nó thở dài hay ngắn hay gì gì đó. Chỉ ngồi và quan sát hơi thở đi vào và đi ra. Khi tâm buông bỏ tất cả mọi nhận thức bên ngoài, thì tiếng xe chạy hay âm thanh khác cũng không còn quấy nhiễu ta. Không còn gì, dù là hình sắc
hay âm thanh còn quấy nhiễu ta nữa, bởi tâm không còn tiếp nhận chúng. Sự chú tâm của ta sẽ hội tụ nơi hơi thở. Nếu tâm còn bị rối và không thể tập trung vào hơi thở, hãy hít vào thật sâu, sâu đến mức có thể, rồi thở ra hết cho đến khi không còn gì. Làm như vậy 3 lần, rồi thiết lập lại sự chú tâm. Tâm sẽ trở nên yên lặng. Tâm được yên lặng trong một chốc lát là chuyện bình thường, nhưng rồi nó lại lăng xăng và rối động trở lại. Lúc này ta lại tập trung, hít thật sâu lại như trước, rồi thiết lập sự chú tâm vào lại hơi thở. Cứ làm như vậy, cứ luyện tập như vậy. Tập luyện như vậy nhiều lần, bạn sẽ trở nên thông thạo với cách đó. Tâm sẽ buông bỏ mọi thứ bên ngoài. Những nhận thức bên ngoài không thể chạm đến tâm nữa. Lúc này sự chánh niệm sati đã được thiết lập vững vàng. Khi tâm càng được thanh lọc tinh tế hơn thì hơi thở cũng trở nên tinh tế hơn. Những cảm giác sẽ dần dần trở nên tinh nhẹ hơn. Thân và tâm sẽ thấy nhẹ hơn. Sự chú tâm của ta chỉ hướng vào bên trong. Ta nhìn thấy hơi thở vào và hơi thở ra một cách rõ rệt. Ta nhìn thấy tất cả mọi nhận thức một cách rõ rệt. Lúc này ta sẽ nhìn thấy sự hòa hợp của giới định tuệ. Đây được gọi là con đường hòa hợp. Khi có sự hòa hợp này, tâm của ta sẽ không còn bối rối, nó sẽ hợp nhất thành một. Đây được gọi là sự định tâm, samadhi. Sau khi quan sát hơi thở một lúc lâu, hơi thở sẽ trở nên rất tinh tế. Dần dần sẽ không còn sự tỉnh giác vào hơi thở, mà chỉ còn lại đơn thuần một sự tỉnh giác thuần túy. Hơi thở có thể trở nên rất vi tế, gần như biến mất. Dường như chúng ta chỉ đang ngồi đó, chứ không có hơi thở nào hết. Thực là hơi thở vẫn có đó, nhưng nó quá vi tế, quá nhẹ, như thể nó không còn nữa. Điều này là do tâm đã đạt đến trạng thái tinh tế nhất, chỉ còn có một sự thuần tỉnh giác. Nó đã vượt qua hơi thở. Sự biết rằng hơi thở đã biến mất đã được thiết lập. Vậy thì lấy gì để làm đối tượng thiền lúc này? Chúng ta lấy ngay sự biết đó làm đối tượng thiền. Đó là sự biết hay sự tỉnh giác rằng hơi thở đã biến mất. Một số điều bất ngờ có thể xảy ra trong lúc này. Chúng có thể xảy ra đối với một số người, nhưng có thể không xảy ra đối với người khác. Nếu chúng xảy đến, ta phải có sự chánh niệm vững chắc và mạnh mẽ. Một số người thiền khi thấy hơi thở biến mất liền hoảng sợ. Họ sợ rằng mình đã chết. Chúng ta cần hiểu biết rõ tình huống này như nó là. Đó chỉ là điều tự nhiên, chứ không phải chết chóc gì hết. Chúng ta chỉ cần nhận biết rằng hơi thở không còn, và lấy sự biết đó làm đối tượng chú tâm tỉnh giác của chúng ta. Chúng ta có thể nói chính đây là loại định samadhi chắc chắn nhất, vững chắc nhất. Chỉ có duy nhất một trạng thái tâm vững chắc và bất động. Có lẽ lúc này thân cũng trở nên rất nhẹ nhàng, như thể không có thân nào hết vậy. Chúng ta cảm giác như mình đang ngồi trên chân không, hoàn toàn trống không. Mặc dù cảm giác này là lạ thường, nhưng chỉ cần biết rằng điều đó không có gì phải lo lắng, thiết lập tâm một cách vững chắc như vậy. Khi tâm được hợp nhất một cách vững chắc, không còn nhận thức giác quan nào quấy nhiễu tâm nữa, người thiền có thể duy trì trạng thái định tâm đó bao nhiêu lâu tùy theo ý mình, không còn những cảm giác đau khổ quấy nhiễu chúng ta. Khi sự định tâm samadhi đã đạt đến mức này, chúng ta có thể thoát ra khỏi nó vào một thời điểm mà mình đã chọn. Nhưng chúng ta thoát ra khỏi trạng thái định tâm samadhi, tức tầng thiền định dhyana, là thoát ra một cách sảng khoái, hạnh phúc, chứ không phải bởi vì chúng ta thấy chán chê nó hoặc vì mệt mỏi. Chúng ta thoát ra vì chúng ta đã nhập định đủ trong giờ thiền này. Chúng ta cảm thấy sảng khoái và thư thái. Chúng ta không bị chút khó khổ nào hết. Nếu chúng ta phát triển loại định này, thì khi ta ngồi thiền, ví dụ 30 phút hay 1 tiếng, tâm sẽ được mát mẻ và yên tĩnh trong suốt mấy ngày sau.
Khi tâm đã được mát mẻ và yên tĩnh như vậy thì nó là sạch sẽ. Bất cứ thứ gì ta trải nghiệm, tâm sẽ lập tức nhận biết và điều tra về thứ đó. Đây là kết quả của sự định tâm Samadhi. Giới hạnh có một chức năng, thiền định có chức năng khác và trí tuệ có chức năng khác. Ba yếu tố này giống như một vòng tròn. Chúng ta có thể nhìn thấy tất cả chúng bên trong một cái tâm bình an. Khi tâm được tĩnh lặng, nó có được sự hội tụ và sự kiềm chế nhờ có trí tuệ và năng lượng định tâm. Khi tâm càng được hội tụ gom lại hơn thì nó càng trở nên tinh tế hơn. Nhờ đó, nó càng quay lại hỗ trợ sức mạnh cho giới hạnh tăng lên trong sự tinh khiết. Khi giới hạnh được tinh khiết trong sạch hơn, nó lại giúp phát triển sự tập trung và định tâm. Khi sự định tâm được thiết lập một cách vững chắc, nó sẽ giúp làm khởi sinh ra trí tuệ. Giới định tuệ trợ giúp lẫn nhau, chúng liên quan tương tức với nhau như vậy. Cuối cùng, con đường đạo trở thành một và vận hành suốt mọi lúc mọi nơi. Chúng ta nên chú ý giữ gìn cái sức mạnh có được từ con đường đạo đó, tức sức mạnh của định, chánh định, bởi vì đó là sức mạnh dẫn đến sự thâm nhập minh sát và trí tuệ. Về những nguy hại của sự định tâm Samadhi. Sự định tâm Samadhi có khả năng làm hại hay làm lợi cho người thiền. Chúng ta không thể nói nó chỉ toàn có hại hoặc chỉ toàn có lợi. Đối với những người không có trí, nó là có hại. Nhưng đối với người có trí, nó thực sự có lợi, vì nó sẽ dẫn đến trí tuệ minh sát. Sự nguy hại có thể đối với người thiền chính là khi thâm nhập vào trạng thái định sâu, tầng thiền định Dhyana. Lúc này định Samadhi rất sâu và kéo dài. Loại định sâu này, tầng thiền định, mang lại sự bình an lớn lao, tuyệt trần. Khi có sự bình an thì có hạnh phúc, lạc. Nhưng khi có hạnh phúc thì dễ khởi sinh sự tham đắm và dính mắc vào đó. Người thiền không còn muốn suy xét, quán niệm về bất kỳ điều gì khác. Người thiền chỉ muốn đắm mình vào cái cảm giác sướng khoái, dễ chịu, ngất ngây đó. Khi chúng ta đã tu tập lâu năm, chúng ta có thể thành thạo với việc nhập định một cách rất nhanh chóng. Ngay khi chúng ta bắt đầu nhận biết đối tượng thiền của ta, tâm nhập vào tĩnh lặng và chúng ta không còn muốn thoát ra để điều tra suy xét, quán chiếu, quán niệm về bất kỳ điều gì nữa. Chúng ta bị dính kẹt vào cảnh giới hỷ lạc ngất ngây đó. Đây là chỗ nguy hại đối với những ai đang thiền tập ở giai đoạn đó. Chúng ta cần phải dùng trạng thái cận định Upakara Samadhi. Ở đây khi ta nhập định, và rồi khi tâm đã đủ định sâu, chúng ta thoát ra và quan sát và xem xét hoạt động bên ngoài. Nhìn xem hoạt động bên ngoài với cái tâm đạt định sâu sẽ làm khởi sinh ra trí tuệ. Chỗ này hơi khó hiểu, bởi vì hành động đó trông giống như sự hướng ngoại, giống như sự nghĩ suy này nọ, giống như sự vọng tưởng thường ngày của cái tâm bình thường của chúng ta. Khi có suy nghĩ hay ý nghĩ, chúng ta có thể cho rằng tâm không được bình an. Về lý là vậy. Nhưng thực ra, sự suy nghĩ đó đang nằm trong một sự tĩnh lặng, nằm trong trạng thái định. Có sự quan sát, nhưng nó không làm quấy nhiễu trạng thái định. Chúng ta có thể đưa ý nghĩ tư tưởng lên để điều tra suy xét nó. Đó không phải là sự nghĩ ngợi vô mục đích hay chỉ là sự nghĩ đoán này nọ, mà đó chính là sự tỉnh giác bên trong sự tĩnh lặng và sự tĩnh lặng nằm trong sự tỉnh giác. Sự rõ biết trong định, định với sự rõ biết. Nếu đó là sự nghĩ suy và vọng tưởng bình thường thì tâm đâu có được bình an như vậy. Nó sẽ bị quấy nhiễu và động vọng ngay. Nhưng ở đây, tôi đang không nói về sự suy nghĩ bình thường, mà về một cảm giác khởi sinh từ cái tâm bình an đó. Đây được gọi là sự quán xét, suy xét, quán chiếu.
Trí tuệ khởi sinh ở đây ngay chỗ sự quan sát này. Như vậy, trạng thái đạt định có thể là định đúng đắn, chánh định, hoặc có thể là định sai lạc, tà định. Định sai lạc có nghĩa là tâm tiến vào nhập định và không còn sự tỉnh giác rõ biết nào hết. Người thiền có thể ngồi đó nhập định 2 tiếng đồng hồ hoặc cả ngày, nhưng tâm chẳng biết nó đang ở đâu hoặc điều gì đang xảy ra. Nó chẳng biết gì hết. Có sự tĩnh lặng, có định, nhưng tất cả chỉ có vậy. Điều đó cũng giống như ta có một con dao đã được mài luyện sắc bén và cứng chắc, nhưng ta chẳng biết dùng nó để cắt gọt thứ gì hữu ích. Đây là loại định ngu mờ, chìm đắm. Nó không có nhiều sự tỉnh giác, không có sự rõ biết, Sampajana. Người thiền có thể sau đó nghĩ rằng mình đã đạt đến sự tột cùng, nên người thiền không thèm nhìn xem hay xem xét bất kỳ thứ gì khác nữa. Tầng thiền định này có thể trở thành một kẻ thù của mình mà người đó không hay. Trí tuệ không thể nào khởi sinh bởi đâu có sự tỉnh giác hay rõ biết về cái đúng, cái sai. Định đúng đắn, chánh định là định có đi kèm sự tỉnh giác, sự rõ biết. Chánh định là có đầy đủ sự chánh niệm, sati và sự hiểu biết rõ ràng, sự rõ biết, sự tỉnh giác, sampajana. Nếu là chánh định thì dù là định sâu ở mức nào cũng luôn có sự tỉnh giác. Chánh định là luôn có đầy đủ sự chánh niệm và sự hiểu biết rõ ràng. Đây là loại định có khả năng làm khởi sinh trí tuệ. Người thiền không thể bị chìm đắm hay bị lạc hồn trong đó. Người thiền tập nên hiểu rõ chỗ này. Bạn không làm gì được nếu không có sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác này phải có mặt ngay lúc đầu cho đến cuối. Loại định này thì không có nguy hại. Quý vị có thể thắc mắc, lợi ích là chỗ nào? Làm sao trí tuệ có thể khởi sinh từ trạng thái đạt định đó? Khi chánh định đã được phát triển thì trí tuệ luôn có cơ hội khởi sinh. Khi mắt nhìn thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm mùi vị, thân đụng chạm xúc, hoặc tâm trải nghiệm những nhận thức thuộc tâm trong mọi tư thế, thì tâm luôn an trú với một sự hiểu biết đầy đủ về bản chất đích thực của các nhận thức giác quan tưởng đó. Nhưng nó không chạy theo những nhận thức hay tâm tưởng đó. Khi tâm có trí tuệ, nó không còn chọn lấy này nọ, tức không còn chạy theo thứ này thứ nọ, nhận khổ, nhận sướng, thích, ghét. Khi đó, trong bất kỳ tư thế nào, ta cũng hoàn toàn rõ biết về sự khởi sinh của sướng và khổ. Đây được gọi là sự tu tập đúng đắn. Sự rõ biết có mặt trong tất cả mọi tư thế. Chữ tất cả mọi tư thế không chỉ dùng để chỉ các tư thế của thân, mà ở đây chỉ luôn về tâm. Cái tâm có sự chánh niệm và sự hiểu biết rõ ràng về sự thật mọi lúc mọi nơi. Khi định được tu tập và phát triển một cách đúng đắn, trí tuệ khởi sinh như vậy. Đây được gọi là trí tuệ minh sát, trí tuệ thâm nhập và là sự hiểu biết về sự thật. Có hai loại bình an, loại thô tế và loại phi tế. Loại bình an có được từ trạng thái định là loại còn thô tế. Khi tâm được bình an thì khởi sinh niềm hỷ lạc, hạnh phúc. Rồi tâm coi sự hạnh phúc đó là sự bình an. Nhưng hạnh phúc và không hạnh phúc, sướng và khổ chính là sự trở thành và sự sinh. Còn đối đãi sướng khổ là còn sự trở thành và sự sinh theo lý của vòng duyên khởi. Do vậy, ngay đó vẫn còn chưa thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử, samsara. Bởi chúng ta vẫn còn dính chấp vào sướng khổ. Do vậy, hạnh phúc đó không phải là bình an, và sự bình an kiểu đó chưa phải là hạnh phúc đích thực. Loại bình an khác là loại bình an có được từ trí tuệ. Khi có trí tuệ, chúng ta không nhầm lẫn giữa yếu tố hạnh phúc, lạc với sự bình an. Chúng ta rõ biết về cái tâm quan sát và rõ biết về bản chất sướng khổ
thì mới là sự bình an. Sự bình an khởi sinh từ trí tuệ, không phải là hạnh phúc. Nhưng chính cái nhìn thấy sự thật về sướng khổ mới là sự bình an. Cái đó là cái tâm thấy biết. Sự dính mắc và sướng khổ không còn khởi sinh, vì cái tâm thấy biết đã vượt lên trên sự dính mắc đối đãi đó. Đây mới chính là mục tiêu đích thực của việc thiền tập của Thiền Phật giáo. Con đường trung đạo bên trong. Giáo lý đạo Phật là hướng về dẹp bỏ điều xấu ác, làm điều tốt lành. Rồi khi có những điều xấu ác được từ bỏ và những điều thiện lành được tạo lập, chúng ta cần phải bỏ luôn cả hai điều xấu ác và thiện lành, không ý thiện, không ý ác. Chúng ta đã từng nghe đủ về thiện, về ác nhiều lắm rồi, nên hôm nay tôi nói thêm về con đường trung đạo. Đó là con đường vượt trên cả hai thứ thiện và ác đó. Tất cả những bài thuyết pháp và giáo lý của Đức Phật đều có chung một mục tiêu, đó là chỉ ra con đường giải thoát khỏi khổ cho những người chưa giải thoát khỏi khổ. Những giáo lý có mục đích mang lại cho chúng ta sự hiểu biết đúng đắn, chánh kiến. Nếu chúng ta không có chánh kiến thì chúng ta không thể đạt đến sự bình an. Khi các vị Phật đã thành giác ngộ và bắt đầu chỉ giáo, họ đã nói rõ có hai cực đoan, đó là tham đắm vào khoái lạc và dấn thân vào khổ hạnh. Một cách ham sướng, một cách là khổ hạnh. Hai cách đó chỉ là sự mê muội, mê đắm. Những ai mê đắm vào khoái lạc giác quan hay sự đau đớn giác quan thì tâm luôn luôn bị xáo động, không bao giờ đạt đến sự bình an. Hai cách đó là những con đường luẩn quẩn, cuốn xoáy trong vòng luân hồi sanh tử. Bậc giác ngộ đã nhìn thấy tất cả mọi chúng sinh đều đang bị dính kẹt vào hai cực đoan này, chưa bao giờ nhìn thấy lối đi ở giữa, con đường trung đạo của giáo pháp. Vì vậy, Phật đã chỉ ra hai cực đoan đó để thấy những điều nguy hại mà chúng mang lại. Bởi do chúng ta vẫn còn bị dính vào đó, bởi do chúng ta vẫn còn ham muốn, nên chúng ta liên tục sống theo hai cách cực đoan đó. Phật đã tuyên bố rằng hai cực đoan đó là hai cách độc hại, không phải cách của người thiền trí, không phải cách dẫn đến sự bình an. Một hướng chỉ tham đắm dục lạc đơn giản là cách buông thả bản thân, và một hướng chỉ dẫn thân vào đau đớn hành xác đơn giản chỉ là cách căng xé bản thân. Nếu bạn điều tra quán xét từng lúc, bạn sẽ nhìn thấy rằng sự căng xé bản thân dẫn đến sân hận, đó là cách dẫn đến phiền não ưu sầu. Chạy theo hướng này chỉ gặp toàn khó khổ và tuyệt vọng. Còn thả mình theo khoái lạc nhục dục thì cũng dẫn đến bất toại nguyện. Nếu bạn vượt lên khỏi thứ hạnh phúc từ khoái lạc thì bạn mới có được sự hạnh phúc đúng đắn và bình an. Hai cách hạnh phúc hay đau khổ đều không phải là những trạng thái bình an. Đức Phật dạy phải từ bỏ cả hai cực đoan sướng khoái và khổ đau đó. Đây chính là cách tu đúng đắn. Đây là con đường trung đạo. Chữ trung đạo không phải chỉ về thân và lời nói, mà chỉ về tâm. Khi một nhận thức tưởng, tâm tưởng khởi sinh mà ta không thích, nó tác động đến tâm và sinh ra sự ngu dối. Tâm bị phiền dối, tâm bị quấy động, đó không phải là cách đúng. Khi có một nhận thức tưởng, tâm tưởng khởi sinh mà ta thích, tâm chạy theo khoái lạc, đó cũng không phải là cách đúng. Người phàm chúng ta không ai muốn khổ, chúng ta muốn sướng. Nhưng thực ra sướng chỉ là một dạng tinh tế của khổ mà thôi. Khổ bản thân nó là một dạng thô tế. Chúng ta có thể ví nó như một con rắn. Đầu rắn là khổ đau, đuôi rắn là khoái sướng. Đầu rắn thì thực sự nguy hiểm, nó có nọc độc. Nếu ta đụng vào nó cắn ngay ta. Nhưng dù ta đụng chỗ đầu hay chỗ đuôi, nó vẫn quay lại cắn ta. Bởi do đầu và đuôi đều thuộc về một con rắn độc. Tương tự vậy, cả sướng và khổ, khoái lạc hay sầu chán đều được sinh ra từ một mẹ. Đó là sự tham muốn, dục vọng. Do vậy,
khi ta sướng khoái, tâm không được bình an. Thực ra là không bình an. Ví dụ, như khi ta có được thứ mình muốn, như tiền tài, danh vọng, lời khen, hạnh phúc, chúng ta vui lòng với điều đó, nhưng tâm vẫn chứa ẩn những thứ bất hài lòng, bất an, vì chúng ta luôn sợ mất thứ đang có được. Chính nỗi sợ đó là sự bất an, là không bình an. Sau này, khi có thể chúng ta bị mất dần đi những thứ đó, chúng ta sẽ thực sự khổ. Do vậy, nếu bạn không ý thức rõ, không tỉnh giác rõ, thì ngay cả khi bạn đang hạnh phúc, sự khổ đau vẫn đang tiềm tàng xảy đến sau đó. Cũng giống như khi đang nắm vào đuôi rắn, nếu bạn không buông ra, nó sẽ quay lại cắn bạn ngay. Do vậy, nên dù đó là đuôi rắn hay đầu rắn, dù đó là sướng hay khổ, dù đó là thiện hay ác, chúng cũng chỉ là những đặc tính của vòng sinh tử, của sự đổi thay vô thường, bất tận. Đức Phật đã lập ra giới định tuệ là con đường dẫn đến sự bình an, con đường dẫn đến sự giác ngộ. Nhưng sự thật là những phần đó không phải là cốt lõi của Phật giáo, chúng chỉ là con đường. Phật đã gọi ba phần đó là Mangga, cứ nghĩa là đạo, là con đường. Cốt lõi của đạo Phật là sự bình an, và sự bình an khởi sinh từ sự thực sự thấy biết bản chất của tất cả mọi sự vật hiện tượng. Nếu chúng ta điều tra kỹ sát hơn, chúng ta sẽ thấy rằng sự bình an là không còn sướng, không còn khổ, không còn sướng khổ gì nữa. Sướng hay khổ không phải là sự thật. Sướng khổ chỉ là do cái tâm còn đối đãi và dính chấp của ta mà thôi. Tâm người là cái tâm mà Phật đã khuyên chúng ta phải nên biết rõ và quan sát về nó, là cái mà chúng ta có thể biết nó thông qua những hành vi của nó. Cái tâm nguyên thủy chân tâm thì đích thực không có gì để đo lường, không có gì để biết về nó. Vì trong trạng thái tự nhiên nguyên thủy của nó không chuyển động, không lay động, không vọng động. Còn đối với tâm người phàm của chúng ta, mỗi khi có sướng, tâm liền chạy lạc theo nhận thức sướng lạc tưởng đó của nó. Đó là chuyển động. Khi tâm chuyển động như vậy thì sẽ sinh ra sự dính chấp và ràng buộc vào những cảm giác sướng lạc thọ và nhận thức sướng lạc tưởng đó. Phật đã thiết lập và truyền lại con đường tu tập một cách toàn diện, nhưng chúng ta chưa chịu tu tập, hoặc nếu có thì chỉ mới tu cái miệng mà thôi, tức chỉ mới tập ăn nói cho ra vẻ thanh từ con nhà Phật, chứ tâm thì chưa được tu tập cho thanh tịnh. Tâm của chúng ta và lời nói của chúng ta chưa được hòa hợp với nhau. Chúng ta chỉ đang say mê vào những lời nói trống rỗng. Những căn bản của đạo Phật không phải là thứ chỉ để nói, bàn hay suy đoán về nó, mà căn bản thực thụ của đạo Phật là đầy sự hiểu biết về sự thật của thực tại. Nếu người ta hiểu biết về sự thật này thì không cần học giáo lý nữa. Mà nếu người ta không hiểu biết thì cho dù họ có lắng nghe giáo lý, họ cũng không thực thụ nghe. Đây là lý do tại sao Đức Phật đã từng nói: Phật chỉ ra con đường, còn mọi người phải tự mình bước đi trên con đường đó. Phật không thể tu dùm cho bạn, bởi vì sự thật không phải là thứ có thể được chuyển giao qua lời nói hoặc có thể cho tặng lẫn nhau. Tất cả mọi lời dạy của Phật đơn thuần chỉ là những ví dụ, ẩn dụ, so sánh, có nghĩa là để trợ giúp tâm nhìn thấy sự thật chân lý. Nếu chúng ta chưa thấy được sự thật, chúng ta phải bị khổ. Ví dụ, chúng ta thường nói đến chữ pháp hữu vi, sankharat, tiếng Thái là sung can, khi chỉ về thân này. Ai cũng nói được chữ đó, nhưng thực ra chúng ta khó hiểu, đơn giản bởi vì chúng ta không hiểu được sự thật của những thân hành này là gì. Và do vậy, chúng ta mê chấp vào nó. Bởi chúng ta không hiểu biết sự thật của thân này, nên chúng ta bị khổ. Đây là một ví dụ. Giả sử một buổi sáng đẹp trời, bạn đang bước đi làm, từ đâu đâu có một người đứng bên kia đường kêu réo, chửi bới bạn. Ngay khi tiếng chửi
tâm bạn thay đổi khỏi trạng thái bình thường của nó trước đó. Bạn không cảm thấy tốt lành, bạn cảm thấy giận và bị tổn thương. Kẻ kia cứ lòng vòng chửi bới bạn hoài cả ngày lẫn đêm. Hễ khi nghe chửi, bạn tức giận, và thậm chí đã về nhà bạn vẫn còn tức, bởi bạn thấy ấm ức, căm thù, muốn trả thù. Vài ngày sau, có một người khác đến và nói sự thật với bạn. Này, cái thằng cha chửi bới bạn hổm dày là một người khùng, nó bị điên đã nhiều năm rồi. Gặp ai nó cũng chửi, chứ không riêng bạn đâu. Chẳng ai thèm để ý những lời nó chửi cả. Ngay sau khi nghe chuyện, bạn nguôi giận ngay. Những sự tức giận và tổn thương bạn dồn nén trong mấy ngày qua bây giờ đã tan chảy hết. Vì sao? Bởi vì giờ bạn đã biết được sự thật. Trước giờ bạn không biết, bạn nghĩ người điên đó là người bình thường xấu xa, nên bạn mới tức giận anh ta. Vì hiểu sai như vậy nên bạn bị khổ. Khổ vì tức giận, căm thù, vì huyết áp tăng, vì suy nghĩ đủ thứ. Nhưng ngay khi bạn tìm thấy sự thật, mọi thứ liền thay đổi. Ồ vậy sao? Anh ta bị điên thật à? Vậy là tôi hiểu ra rồi. Điều đó giải thích tất cả. Khi bạn hiểu ra điều đó, bạn thấy tốt lành, vì bạn tự mình nghe và biết. Sau khi biết, bạn lập tức buông bỏ. Nếu bạn không biết sự thật, bạn cứ dính vào sự bực tức căm thù. Người ta có thể tức giận đến mức giết kẻ chửi bới mình. Nhưng khi bạn biết kẻ đó là người bệnh, là người bị điên, bạn cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là sự hiểu biết sự thật. Người nhìn thấy giáo pháp cũng trải nghiệm như vậy. Sự dính chấp, sự tham, sự sân, sự si, khi biến mất cũng biến mất theo cách như vậy. Khi bạn chưa hiểu biết mọi sự, bạn cứ nghĩ, tôi làm sao đây? Tôi có quá nhiều tham và sân. Lúc này chưa có được sự hiểu biết rõ ràng. Lúc này cũng giống như khi bạn vẫn còn nghĩ rằng người điên đó là người bình thường xấu xa. Nhưng cuối cùng, bạn biết người đó là người bệnh điên, thì tất cả mọi lo lắng, bực tức đều biến mất. Chẳng ai có thể giúp hay khuyên bạn. Chỉ khi cái tâm tự nó nhìn thấy sự thật, thì nó sẽ tự dẹp bỏ và bứng tận gốc những sự sân, sự si và sự dính chấp đó. Điều này cũng xảy ra tương tự đối với thân này mà chúng ta gọi là những thân hành Sankhara, là cái thân hữu vi được kết tạo bằng những yếu tố có điều kiện và do vậy đều là vô thường. Mặc dù Phật đã giải thích rằng nó là không chắc chắn, không bền lâu và không phải là một con người cố định như chúng ta nghĩ, nhưng chúng ta vẫn chưa chịu nghe Phật, chúng ta vẫn cố chấp vào thân này. Nếu thân này biết nói, chắc nó sẽ nói suốt ngày rằng, này ông không phải là chủ của ta. Đó là tiếng nói của sự thật, của giáo pháp, nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu được. Chẳng hạn, các bộ phận giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân là thay đổi liên tục. Nhưng chúng ta đâu có thấy chúng cần phải xin phép chúng ta đâu. Khi nó muốn bệnh, nó bệnh. Nó đâu thèm hỏi ta tiếng nào. Khi chúng ta bị đau đầu hay bị đau bao tử, thân cũng đâu xin phép ta tiếng nào. Nó cứ bệnh đau ngược lại với ý của chúng ta. Nhưng đó là đường lối tự nhiên của nó. Gặp nắng mưa thay đổi, thức ăn không hợp, thì tự nhiên nó đau đầu và đau bao tử thôi. Điều đó cho thấy thân này chẳng cho phép ai làm chủ nó. Nó không có chủ. Đức Phật mô tả thân này là một thứ không thực. Nó không phải là một thực thể bền lâu nào hết. Nếu chúng ta không hiểu giáo pháp, thì chúng ta không hiểu về những thân hành Sankhara này. Chúng ta nhận lầm chúng là ta, là thuộc của ta, hoặc thân người khác là thuộc về người khác. Thân ông A chính là của ông A. Nghĩ như vậy nên sinh ra dính chấp. Khi có chấp thủ thì tạo ra sự trở thành. Khi có sự trở thành thì dẫn đến sự sinh. Khi có sự sinh dẫn đến sự già, bệnh, chết. Cả một đống khổ đau khởi sinh theo.
Đây là Lý Duyên Khởi, Patika Samuppada. Chúng ta nói rằng do ngu mờ, vô minh nên khởi sinh ra những hành động cố ý hành, rồi từ những hành động tâm ý này làm khởi sinh ra tâm thức, thức và vân vân. Tất cả những thứ đó đơn giản chỉ là những sự kiện trong tâm. Khi chúng ta tiếp xúc với thứ gì chúng ta không ưa thì có sự ngu mờ ngay ở đó, nếu chúng ta không có chánh niệm. Khổ khởi sinh lập tức ở đó. Nhưng những thay đổi đó quá nhanh nên tâm chúng ta không bắt kịp chúng. Giống như khi bạn té từ trên cây, trước khi bạn biết mình té thì đã bịch, bạn đã rớt xuống đất rồi. Thực ra có nhiều nhánh cây, cành cây trên đường bạn rớt xuống, nhưng bạn đâu kịp đếm chúng, bạn không thể nhớ chúng khi bạn rớt ngang qua chúng. Bạn chỉ té và bịch. Lý Duyên Khởi là như vậy. Nếu chúng ta phân chia theo như kinh điển, chúng ta nói rằng sự ngu mờ vô minh sinh ra những hành động tâm ý, tức hành. Những hành động cố ý đó sinh ra tâm thức, thức, rồi những thức đó dẫn đến sinh ra phần tâm và thân, danh sắc. Rồi khi đã có phần tâm và thân thì sinh ra 6 cơ sở giác quan, 6 căn. Khi đã có 6 giác quan thì sẽ xảy ra những sự tiếp xúc, chạm xúc của các giác quan với cảnh trần bên ngoài. Khi có chạm xúc thì sẽ tạo ra những cảm giác, cảm thọ, sướng, đau, khoái, khổ. Rồi khi có cảm giác này nọ thì lại sinh ra ham thích, thèm muốn đủ kiểu, dục vọng. Rồi từ dục vọng thèm muốn đó thúc đẩy đi đến tạo tác thành này thành nọ theo ý dục vọng, sự trở thành. Và những sự trở thành này tạo tác thành sự sinh ra, sự sinh. Sau khi sinh thì kéo theo những thứ hệ lụy khổ, già, bệnh, chết và không biết bao nhiêu những loại phiền não và khổ đau khác trong một kiếp sống. Nhưng đúng với sự thật, khi ta tiếp xúc với thứ ta không ưa thì lập tức đã khởi sinh ra khổ. Đúng là cảm giác khổ đúng thực là kết quả của một chuỗi hệ lụy duyên khởi, Patika Samuppada. Nhưng vì nó quá nhanh nên cái tâm chưa giác ngộ của ta không thể nào nhìn thấy. Điều này là lý do tại sao Phật đã luôn luôn khuyên dạy những đệ tử phải điều tra quán xét và biết rõ đầy đủ về cái tâm của họ. Mọi người sinh ra trên thế gian này là vô danh. Sau khi sinh chúng ta đặt tên. Đây chỉ là sự quy ước. Chúng ta đặt tên người theo quy ước để giao tiếp, để gọi tên xưng hô với nhau, để có nhận dạng trong gia đình và xã hội. Kinh điển cũng vậy, chúng ta phân chia bằng những nhãn hiệu để tiện hơn cho việc tìm hiểu sự thật thực tại. Tương tự vậy, tất cả mọi sự vật và hiện tượng được gọi chung bằng tên là những sankharat. Mọi thứ tồn tại trong thế giới có điều kiện, những thứ hữu vi. Bản chất gốc của chúng chỉ là những thứ có điều kiện. Phật nói rằng tất cả chúng đều là vô thường, bất toại nguyện và không có tự tính hay bản ngã gì hết. Chúng là không chắc chắn, không ổn định. Vì chúng ta chưa hiểu rõ điều này một cách chắc chắn nên sự hiểu biết của chúng ta chưa được chính thẳng, chánh kiến. Và do vậy, chúng ta có những cách nhìn sai lạc, nghiêng, xéo, cong, một mặt, phiến diện, sai lệch. Cách nhìn sai lạc tà kiến là nhận thân hành sankhara vô thường này là ta và của ta, hoặc nhận sướng và khổ là của ta, là ta sướng ta khổ. Cách nhìn như vậy không phải là sự hiểu biết rõ ràng và đầy đủ về bản chất đích thực của mọi sự vật hiện tượng. Một sự thật là chúng ta đâu thể nào bắt ép tất cả mọi thứ xảy ra theo ý muốn của chúng ta, bởi rõ ràng chúng chỉ xảy ra theo đường lối bản chất của chúng. Một ví dụ so sánh đơn giản như vậy. Giả sử bạn đi ra giữa đường xa lộ ngồi và xe cộ thì đang ào ào chạy tới. Bạn đâu thể tức giận vì những chiếc xe và la lên: "Đừng tông vào ta." Đó là đường xa lộ tự do, bạn đâu thể nói như vậy. Do vậy,
bạn làm gì được. Bạn phải chạy ra khỏi đường. Đường xa lộ là chỗ để xe chạy. Nếu bạn muốn không có xe chạy thì tự bạn thấy khổ. Điều này cũng tương tự như các thần hành. Khi ngồi thiền, ta nghe thấy âm thanh và nói rằng những âm thanh quấy nhiễu ta. Tự đâu đâu ta nghĩ âm thanh quấy nhiễu ta, nên tự ta thấy khổ, thấy bực. Nhưng nếu ta chịu khó điều tra suy xét lại, thì sẽ thấy chính ta cứ hướng tâm ra ngoài và chính ta quấy rầy âm thanh. Âm thanh chỉ là âm thanh. Nếu hiểu được như vậy thì không cần phải nói thêm gì nữa, cứ để mặc âm thanh. Chúng ta nên nhìn ra âm thanh là thứ khác, chúng ta là thứ khác. Người cứ cho rằng âm thanh đến quấy rầy anh ta là người không nhìn thấy bản thân mình là gì. Anh ta thực sự không thấy. Khi bạn nhìn thấy bản thân mình là gì, bạn sẽ trở nên dễ chịu, thư thái, vô tư. Âm thanh chỉ là âm thanh. Tại sao ta phải chụp đến nó làm gì, dính mắc vào nó làm gì? Bạn nhìn thấy rõ chính mình tự chụp lấy nó và quấy rầy nó, chứ nó đâu cố ý là gì với mình. Nó kêu lên cũng đâu phải là vì mình. Đây là sự hiểu biết thực sự về sự thật. Bạn nhìn thấy hai mặt của sự thật nên bạn có được bình an. Nếu bạn chỉ nhìn thấy một mặt, bạn bị khổ. Khi bạn nhìn thấy hai mặt thì bạn chọn lối trung đạo. Đây là cách tu tập tâm đúng đắn. Đây được gọi là sự làm chính thẳng sự hiểu biết của chúng ta. Theo lý tương tự, bây giờ bản chất của tất cả mọi thứ hữu vi, tất cả thân hành đều là vô thường và chết. Nhưng chúng ta muốn nắm giữ chúng và mang vác chúng khắp nơi và thèm muốn chúng. Chúng ta muốn chúng là sự thật. Chúng ta muốn tìm sự thật bên trong cái không phải là sự thật, bên trong cái không thực. Ai nhìn như vậy và chấp thủ rằng các thân hành sankhara đó là mình, thì người ấy bị khổ là phải rồi. Nhận lấy cái vô thường hư giả là mình thì khổ là phải rồi. Vì cái gì luôn biến đổi vô thường hư giả và tạm bợ, làm sao không phải là thứ khổ. Việc tu tập giáo pháp không nhất thiết người đó phải là sa di, tỳ kheo, tăng ni hay một Phật tử tại gia. Điều quan trọng là biết làm chính thẳng sự hiểu biết của mình. Nếu sự hiểu biết chúng ta là đúng đắn, chúng ta sẽ đi đến bình an. Dù có xuất gia vô chùa hay không thì cũng vậy thôi. Mọi người đều có cơ hội tu tập giáo pháp, suy xét, quan xét, quán niệm về giáo pháp. Chúng ta tu đều đang quan xét, quán niệm về cùng một thứ. Nếu bạn đạt được bình an thì sự bình an là giống nhau. Đó là cùng một con đường với cùng một phương hướng và phương pháp. Do vậy, Phật chưa bao giờ phân biệt giữa tăng ni xuất gia và người tại gia. Phật đã chỉ dạy chung cho tất cả mọi người để tu tập, để hiểu biết sự thật về mọi thứ hữu vi, sankharat. Khi chúng ta hiểu biết về sự thật này, chúng ta buông bỏ. Nếu chúng ta thấy biết sự thật, thì chúng ta không còn tạo tác ra sự trở thành hay sự tái sinh nữa, theo vòng duyên khởi. Vì sao không còn tái sinh nữa? Không còn lối cho sự tái sinh xảy ra. Bởi vì chúng ta đã thấy biết hoàn toàn bản chất sự thật của những thứ hữu vi, của các thân hành, sankharat. Nếu chúng ta hiểu biết hoàn toàn về sự thật, thì ngay đó có sự bình an. Có hay không có đều như nhau. Được và mất đều như nhau. Vinh và nhục đều như nhau. Phật đã dạy chúng ta cách để hiểu biết về chỗ này. Đây là sự bình an. Sự bình an từ trong mọi sự sướng, khổ, vui buồn. Chúng ta phải nhìn ra được chẳng có lý do gì phải được sinh ra nữa. Sinh ra bằng cách nào? Sinh ra trong niềm vui. Khi chúng ta có thứ gì chúng ta thích, ta vui mừng với nó. Nếu ta không dính mắc theo niềm vui mừng đó thì không dẫn đến sự sinh. Nhưng nếu có dính mắc, mê chấp, tham chấp vào niềm vui đó thì tạo ra sự sinh. Do vậy, khi ta được thứ gì, ta cũng không bị sinh vào sự vui mừng đó. Khi chúng ta mất thứ gì, chúng ta không bị sinh vào sự buồn tiếc đó.
Đây là chỗ để không sinh, không tử. Cả hai sinh và tử được tìm thấy ngay chỗ sự dính chấp và cưng phụng cái thân hành của chúng ta. Đó là những thứ hữu vi, sankharat. Do vậy, Phật đã nói, không còn sự trở thành, sinh, tái sinh đối với ta nữa. Đời sống thánh thiện đã hoàn thành, đây là sự sinh cuối cùng của ta. Ngày đó, Phật đã biết rõ về sự không sinh và không tử. Không sinh thì không tử, còn sinh là còn tử. Đây là chỗ Đức Phật đã khuyến dục các vị đệ tử nên hiểu biết. Đây là cách tu đúng đắn. Nếu bạn không bước đến đó, nếu bạn không bước vào con đường trung đạo, thì bạn khó mà chuyển hóa được khổ đau.